Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là một clip mà mình sẽ đi rút tiền YouTube, và cái thứ hai nữa là mình sẽ tiết lộ doanh thu YouTube của mình từ trước đến giờ các bạn ạ. Thì là rất nhiều các bạn bảo là doanh thu của mình một tháng là được toàn mấy trăm triệu thôi, không biết là móc ở đâu ra mà nhiều như vậy. Nói chung là hôm nay ấy, thì là ngày 22 tháng 9 là ngày gọi là anh em dưới YouTuber ấy thì gọi là đi rút tiền YouTube của mình đi rút nói riêng, và toàn thể anh em YouTuber đi rút tiền nói chung. Và cũng từ lúc khánh thành cái phòng làm việc mới này của mình ấy thì mình chưa quay bao giờ cả, nên là hôm nay thì nhân tiện mình quay clip, mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cái phòng làm việc của mình các bạn ạ. Thì ở đây là cái dàn máy tính của mình này, dàn máy tính của mình, đây là đồ đạc linh tinh cả, mấy anh em uống nước không là vứt thế nó gì ở đây này. Anh uống, ai uống, anh thề với em là hôm qua anh không uống cái này đấy, bây giờ anh thề rồi, các em nghĩ nào nghĩ. Đây là máy tính này, ở đây còn thêm một bộ nữa này rồi này, một bộ máy tính nữa nhưng mà chưa lắp ráp này. Ở đây là có một máy tính của Bình Minh này, là một cái Mac của Phúc Bèo này, một cái này gọi là hai cái máy này gọi là chuyên dùng để chơi hack lại với cả đế chế thôi, không chơi gì khác các bạn, chỉ chơi hack tao hay em cái lại thôi. Những lúc rảnh rỗi là anh em gọi là xả stress như vậy. Bên này thì có một máy của Thúc Bò này, một máy của Đại Đầu Đất này. Phòng làm việc thì sơ sơ như vậy, nói chung là ở chỗ này thì tiện là anh em gọi là ngủ luôn ở đây. Nếu mà có thêm máy tính ấy, thì mình sẽ lấy thêm bàn vào để lắp ở đây, và nói chung là sẽ ngồi kín cả cái phòng này luôn. Thì ở đây là mình có đầu tư là một cái điều hòa Daikin 12.000 các bạn ạ, đánh cho anh em đêm ngủ toàn phải đắp chăn thôi. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn xem cái doanh thu hàng tháng của mình các bạn ạ. Đây các bạn ạ, đây là cái doanh thu tháng 9 của mình, tính từ mùng 1 đến 20 tháng 9 của năm 2020 này. Thì là hiện tại là được 24 triệu này các bạn này, được 24 triệu. Thì đây là doanh thu tháng 8 này, tức là tháng vừa rồi, và cũng là tháng mà ngày 22 tháng 9 thì sẽ gọi là ngày đi rút tiền YouTube của tháng 8 thì sẽ được gọi là 54 triệu các bạn ạ, 54 triệu 707.000 để đó. Thì cái số tiền này là một lát nữa là mình sẽ đi rút này. Nói chung là trong số tiền này mà mình thu về được ấy, thì trong đó đã gồm rất là nhiều khoản rồi, nên là tí nữa mình đi rút về mình sẽ nói từng khoản cho tất cả mọi người cùng nghe xem là có phải như thiên hạ đồn là kênh của mình một tháng kiếm mấy trăm triệu hay không. Thì đây mình cho các bạn xem tiếp là cái tháng 7 của mình này, tháng 7 này năm 2020 này, doanh thu là được 62 triệu các bạn ạ. Tức là mỗi một tháng này, đây là doanh thu tính theo tháng này, tháng cao nhất là được 68 triệu. Còn đâu chỉ toàn 40. Nói chung là xem thì một tháng chỉ được khoảng độ 50 triệu gì đấy thôi. Clip này của mình tận hơn 1 triệu view mà được có hơn 5 triệu các bạn ạ. Thì lấy đâu ra tiền chứ. Nói chung là bây giờ thì sẽ không nói nhiều nữa mà mình sẽ đi rút khoản doanh thu tháng 8 này về. Và để gọi là tính chi li từng khoản một cho các bạn xem là doanh thu của mình thực chất ra là một tháng khi mà trừ lương, trừ tiền tiền gì nhỉ, tiền mua thực phẩm, tiền mua nguyên liệu thứ, để xem lương YouTube của mình chuẩn ra còn được bao nhiêu các bạn nhá. Hôm nay như kiểu là rút được nhiều tiền quá ấy các bạn ạ. Anh em hộ tống ngồi đây đằng sau. Nhiều lúc rút được nhiều tiền cứ nghĩ là 1m2 có 50 thằng ăn cắp, nên lúc nào cũng phải đủ rủ anh em đông đủ đi. Kiểu như kiểu là như mình vừa nói vừa nãy thì như là kiểu là hộ tống ấy, mà trong khi đó tiền thì có được bao nhiêu đâu. Mà đằng nào thì cả mình đi một mình về thì mình vẫn chia chác cho anh em, chứ không phải là mình hốc hết đâu. Mà chưa gì mình chỉ bước lên xe cái đã nhau một đống ở đằng sau rồi. Không hiểu kiểu gì luôn. Chia hay không thì anh em không quan trọng, vì anh em mà làm thì cũng có
tính toán gì đến tiền đâu. À. Cơ bản là anh em cho anh cho anh em đi đâu đi. À. Cái đó thì đi ra rút tiền về xong thì anh em tính sau. Xem rồi, với anh thì anh cũng có quan trọng gì đâu. Anh em thích đi đâu thì anh cũng trèo. Xem có cái chương trình gì không. Mình vội vàng vàng không mặc được cả cái quần dài, mặc mỗi cái quần cọc chạy theo. Trời chết thật. Đấy, thế là nên là nhiều lúc mà đến ngày tiền này là anh em chỉ nghĩ đến đi đâu thôi con ạ. Chả nghĩ đến là ví dụ tiền mình về mình phải sắm sửa nó cho gia đình này kia, mà chỉ nghĩ đến gọi là cứ có tiền là đi đâu, để tí nữa xem khi mà rút tiền về xem là anh em nó sẽ định muốn đi đâu con ạ. Nhà thì còn thiếu gì đâu mà phải sắm. Nói nghe không có hợp lý tí nào cả. Ở nhà còn gì đâu, có mỗi con quay tàu cơ thì còn phải sắm. Vừa nãy thì mình có vào ngân hàng Agribank các bạn ạ, xin được cái mẫu rút tiền này. Thì ở đây thì mình đã điền sẵn thông tin đây rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua cái thông tin trước khi mình đi rút tiền các bạn ạ. Bởi vì trong ngân hàng gọi là ngột ngạt quá nên là đi ra ngoài quán nước làm tí nước với mấy anh em ngồi cho nó thư giãn tí các bạn ạ. Đây là thông tin này, thông tin đây là người người nhận này, địa chỉ những thứ này, chứng minh nhân dân này, rồi ngày cấp này, mục đích giao dịch này. Ở đây đây mình khoái nhất cái chỗ này này là người gửi và người nhận ghi luôn là chú cháu họ hàng xa đó, tức là chú cháu họ hàng xa với cả anh YouTube ấy con ạ. Ở đây là mình ghi là nhận lương tháng 8, rồi nhận họ và tên người gửi là Google Asia Pacific của Singapore gì đấy. Đây là mã số này, số tiền mình nhận là 2.380 đô, nhân ra thì nó rơi vào khoảng độ 54 triệu gì đấy như lúc đầu mình nói ấy. Thì bây giờ thì anh em mình uống xong cốc nước này thì sẽ đi ra ngân hàng và nộp cái tờ giấy này và lấy tiền về thôi các bạn ạ. Rất là đơn giản và gọn nhẹ như vậy thôi. Tiền có được bao nhiêu đâu các bạn, đây vào đây nói chuyện gọi là tâm sự mãi các em nhân viên gọi là quên các chị nhân viên ngân hàng các bạn ạ. Mình lại quên mất cái phép lịch sự tối thiểu của mình, tức là mình phải xưng các chị là chị, các chị nhân viên ngân hàng xinh đẹp ấy. Thì đây trả cho mình một cục một cọc là 50 triệu này, 50 triệu ở đây với là 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này, tức là 54.700.000. Còn mấy số lẻ kia thì thôi mình gọi là mình xin phép mình không nhận các bạn ạ. Rút tiền xong rồi thì bây giờ mình phải về để còn tính các thứ rồi chia sẻ với anh em các kiểu. Bây giờ cầm cái cục tiền này ở đây cảm giác rất là run các bạn ạ. Mình bây giờ phải về thôi. Chia xong chưa anh? Thơ tí lại lửa vài lần đang tính quá chữ. Đợi mãi lửa. Xong thì 4.700.000 này. Bỏ qua số lẻ vặt vặt đi, tức là tiền nguyên liệu mua đồ là hết 15 triệu, đấy là chưa kể hôm ăn cuồng đế cùng mắt ca với ăn mấy cái món đắt tiền đúng không, tính 15 triệu rồi, 15 triệu tiền mua đồ này. Không biết là các bạn có để ý hay không, nhưng mà với những cái đồ nguyên liệu của kênh của mình ấy, thì chắc là 15 triệu một tháng là không đủ đâu các bạn ạ. Đây là tính ra là 15 triệu mua đồ này. Ok này. Lương thì đây tính ra là chia là mỗi anh em là đi được 4 triệu. Thằng này ít hơn này. Ít. Ví dụ công việc nhiều. Đây nha, 4 triệu này cũng có Mạnh này, Tiến này, Trèo này, Đại này, Thụ này, Phúc, Bình này, Cương này. Đó. Tính ra là 8 anh em chia cho là được 32 triệu. 32 cộng với cả 15 bằng đã là 47 triệu rồi. Tổng đã là 47 rồi. 47 triệu. 47 là 54 này, 4 triệu ngoài 7 này trừ 47 triệu. Đấy là anh được có 7 triệu 7 rồi. Đấy các bạn ạ. Tức là như clip trước mình nói, mình bảo là lương YouTube của mình chỉ được tầm chục triệu thôi, nhưng mà có những bạn vào là lương ông toàn 100 triệu, không biết là lấy 100 triệu đâu ra. Hôm nay mình quay tất cả cho mọi người cùng xem là cái lương YouTube của mình là tổng, nhưng mà mình thực nhận mình đã trừ tiền mua nguyên liệu, trừ tiền lương anh em, đấy là cái tiền mua nguyên liệu ấy, là tính còn chưa chuẩn xác ấy.
Nếu mà để tính chi li ra từng tí thì có lẽ là mình còn có tiền làm cho vui, không có lãi các bạn ạ. Mình cho bạn xem doanh thu này rồi đi rút tiền, lãnh tiền những thứ ấy, và mình chia ra cho anh em này, đây tức là tổng còn của mình là cái tiền nguyên liệu là mình chưa tổng chuẩn ấy, là mình chỉ nhận về có 7 triệu 7 thôi. Em biết là sướng ở đâu đây, 7 triệu 7 là tính chi li ra thì bây giờ anh trả lương từng thằng một nha. Cương thì anh tạm giữ hộ này, còn đứng đây bóng mặt này đưa cho tổng hết đâu. Ôi thôi cập hết 1 triệu vẫn còn đồng nào, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu đó các bạn, đi làm cả tháng được 4 triệu này. Ngày 4 triệu đúng không, 4 triệu mua một con cua đi 3 triệu, còn 1 triệu không con đi phải 3 triệu 3, bởi vì hôm ấy là nó ăn trộm cua của mình con ạ. Hỏi nó thì nó kêu là nó mượn. Thì hôm nay thôi thì đằng nào cũng có lương thì mình cắt phế luôn, mình trừ luôn để con cua hoàng đế. Thì còn con cua là 700 này, 3 triệu 3, 3 triệu 3 thì còn 700 này. Xong nhá. Mình đi làm thì cũng quan trọng thì tiền đâu. 1 triệu. Anh các bạn một phút bốc thầm được cả đời bốc hứt thế đấy. Đó. Mình sao mà đủ sống được cái tháng này đây. Mình đã nhận này, Phúc đã nhận này, Đại đã nhận này. Vậy là mình còn cầm của Mạnh Tiến Trèo rồi Cương Thụ thì đang quay thì mình trả sau. Như các bạn thấy thì là mình đã chia sẻ cái doanh thu của mình và hôm nay đi rút tiền thì tiết lộ cái doanh thu của mình luôn đó các bạn thấy. Thì là nhìn cục tiền dày như này nhưng mà cái tiền nguyên liệu này rồi tiền mua các thứ chuẩn bị rồi tiền làm cả tháng vất vả đi quay rồi tiền hao mòn máy móc rồi tiền điện những thứ đó, mà trong khi đó mình nhận được 7 triệu 7 thì không biết là các bạn bảo là mình làm một tháng mà mấy trăm triệu ở đâu ra. Không biết là các bạn nghĩ mình kiểu như là nhận nhiều tiền về xong là chắc là mấy anh em đây là kiểu không phải trả tí tiền nào cả, chỉ gọi là đi quay với mình cho vui thôi. Nhìn anh ơi, em thì không quan trọng được tiền đâu. Với anh với em vô vào đi. Tiền nong thì không quan trọng đâu, đi chơi mà tờ này cũ đối em. Gà lên tôi mới đi chơi. Anh ơi, cần phải làm cái gì? Có 7 lít để có được làm được cái gì đâu. Anh xem bây giờ anh em thích đi đâu? Thích đi đâu thì lấy chứ. Để lại 1 triệu, để lại 3 triệu. Tối với 3 thì mình đi chơi. Anh muốn đi có 7 lít này thì em cũng chả có làm được cái gì. 7 lít? Cho mẹ ở nhà. Anh thì nói thật là bây giờ là có 7 triệu 7 này, 7 triệu 7 này anh còn đóng tiền điện những thứ nữa. Tiền điện bình thường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máy tính, một cái điều hòa riêng ở đây không đã mất khoảng độ hơn 2 triệu tiền điện rồi. Một cái điều hòa 12.000 với bao nhiêu cái máy tính như này đã hết. Thì đây là 2 triệu tiền điện em đưa cho anh. Không, cái này anh ý kiến gì thì hỗ trợ anh ấy 50%. Thôi cái này anh muốn nói cho các em hiểu thôi, là bây giờ vấn đề anh nhận được 7 triệu 7 thì coi như anh đóng tiền điện là mất, thì anh chỉ còn thu về có 5 triệu rưỡi, anh tính chi ly ra thì đúng, có đúng là anh làm là hòa không? Rồi là mình gọi là làm cho YouTube kiểu vui ấy các bạn ạ. Thì là clip này ấy, thì mình cũng đã quay chi tiết là mình được lương hàng tháng bao nhiêu tiền rồi và chia về cho anh em bao nhiêu và trừ tiền đồ mua những thứ đi bao nhiêu. Nếu bạn nào là mình mua một tháng mà không hết đến 15 triệu thì các bạn có thể xem lại những nguyên liệu mà mình đã quay, mình đã làm. Những cái mà mình đã làm rất là nhiều, rất là to, rồi đồ uống những thứ, đồ uống tính ra cũng một ngày đã hết khoảng độ 100-200 nghìn gì đấy. Rồi tiền mua nguyên liệu có vẻ là chỉ mua cái đồ mình cần quay thôi, rồi còn nguyên liệu rau củ quả các kiểu. Nói chung là rất là nhiều, ví dụ hôm nào mà thịt một con cua hoặc một con tôm gì đấy là cái chi phí của nó ấy, nó rất cao, nên là tính cái tiền 15 triệu này như là mình đang gọi là tính tạm thời thôi. Còn đâu nếu mà nói chuẩn ra doanh thu của mình trừ chi phí tiền lương những thứ của anh em đi ấy, thì chỉ đâu rơi vào khoảng được 5 triệu nếu mà tính chuẩn xác ra, thì có lẽ là YouTube cho vui. Và hôm nay thì mình đã quay xong clip gọi là tiết lộ doanh thu thật của mình rồi. Mọi người còn 7 lít này, tối chắc 6 rưỡi làm ngày còn thực này ăn thôi thì một ăn cả hai ngả với không luôn. Và mình thì cũng không muốn giải thích nhiều nữa, và ở clip này mình muốn nói cho các bạn mà bảo là mình một tháng mà mấy trăm triệu ấy, thì các bạn xem clip này thì các bạn lên xem lại về mấy anh em làm YouTube. Giờ thì mình xin dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này để xem mình chia sẻ doanh thu. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.